Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế đề nghị tất cả các hành khách và đại lý bán vé trên các chuyến bay có hành khách mắc COVID-19 liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Yên Bái được phép xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn số 7 về việc xác định được các chuyến bay có hành khách mắc COVID-19, bao gồm 1. EK364 của Emirates từ Dubai đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 3 năm 2020, nối từ chuyến EK30 của Emirates từ London đến Dubai. 2. SU290 của Aeroflot từ Moscow đến Hà Nội ngày 15 tháng 3 năm 2020. 3. TG560 của Thái Airways từ Bangkok đến Hà Nội ngày 15 tháng 3 năm 2020, nối chuyến từ London. 4. BI381 của Ryan Brunei Airlines từ Brunei đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 3 năm 2020, nối chuyến từ Malaysia. 5. EK392 của Emirates từ Dubai đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 3 năm 2020, nối từ chuyến EK4 của Emirates từ London đến Dubai. 6. NH831 của All Nippon Airways từ Nhật Bản đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 3 năm 2020, nối chuyến từ Hoa Kỳ. 7. JL751 của Japan Airlines từ Tokyo đến Hà Nội ngày 20 tháng 3 năm 2020. Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có nhiệm vụ thông báo cho hành khách đã mua vé máy bay trên các chuyến máy bay này. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội đã rà soát và làm việc với một số khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn, đảm bảo các yêu cầu về cách ly, phục vụ du khách. Theo đó, hiện có 15 khách sạn đăng ký phục vụ khách du lịch cách ly. Với 15 khách sạn đăng ký, Hà Nội sẽ có tương đương khoảng 1.437 phòng, 2.850 giường, đáp ứng cho 2.850 khách để phục vụ công tác cách ly. Cơ quan y tế đã hướng dẫn các khách sạn những quy trình thực hiện cách ly như bố trí thang máy riêng, biển chỉ dẫn, lối ra vào, vệ sinh khử trùng, bố trí ăn uống đi lại. Hiện các khách sạn đã chủ động phòng chống dịch cho khách du lịch và nhân viên tại khách sạn như phun thuốc phòng chống dịch, phát khẩu trang miễn phí, đặt dung dịch sát khuẩn tại nơi công cộng khu vực lễ tân. Theo thống kê, trong 22 ngày đầu tháng 3, có trên 87.000 lượt khách quốc tế đến lưu trú tại Hà Nội, giảm 74,5% so với cùng kỳ năm 2019. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, dịp này tuổi trẻ các địa phương đang có nhiều hoạt động thể hiện trách nhiệm của mình trong cuộc chiến đấu với đại dịch COVID-19. Tại Bắc Ninh, tỉnh đoàn vừa tổ chức ra quân đợt cao điểm tháng thanh niên năm 2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần chung tay cùng hệ thống chính trị phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Bắc Ninh nhằm chung tay cùng cộng đồng, đặc biệt là tuyên truyền đến thanh niên công nhân để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Và đã treo băng rôn khẩu hiệu ở các điểm và các địa điểm phòng trọ để phòng chống và tuyên truyền cho người dân và các nhất là các bạn công nhân. Bên cạnh việc cấp phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí, tuổi trẻ Bắc Ninh còn triển khai chương trình ý nghĩa đổi rác lấy quà, chung tay bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Trong tháng thanh niên, tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức phát tài liệu tuyên truyền dịch COVID-19, hỗ trợ gần 500.000 sản phẩm nước rửa tay, khẩu trang miễn phí. Phối hợp với Hội Doanh nghiệp Trẻ và Ban Thường vụ tỉnh đoàn Bắc Ninh lắp đặt 5 buồng khử khuẩn cho các bệnh viện tại tỉnh Bắc Ninh, tặng 1.000 bộ quần áo bảo hộ cho các bác sĩ. 170 sinh viên thuộc hai trường Cao đẳng Y tế và Đại học Y Dược Thái Bình cũng đã đăng ký tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Thái Bình. Thay bằng những buổi thực hành tại các cơ sở y tế, 170 sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Y tế và Đại học Y Dược Thái Bình đang ngồi chung một giảng đường để trang bị kiến thức trong công tác phòng chống COVID-19. Những chiến sĩ áo trắng chưa rời ghế nhà trường đã viết đơn tình nguyện và sẵn sàng nhập cuộc khi được phân công, huy động. Em thấy rất vui và tự hào khi được góp sức mình vào công cuộc chống dịch COVID-19.
và cũng thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội. Những thầy thuốc điều dưỡng trẻ này sẽ được tăng cường vào đội ngũ phòng chống dịch tại cộng đồng, các khu cách ly tập trung và 11 bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh trong tình huống xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. Đây là cơ hội lớn để các em học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nhưng cũng là thử thách không nhỏ trong cuộc chiến với đại dịch đang hoành hành. Khi đưa sinh viên học y, mặc dù những năm cuối các em đã có kiến thức tốt về y tế rồi, nhưng khi trước tình bệnh dịch diễn biến phức tạp hiện nay thì khi đưa các em về các nơi cách ly tập trung của tỉnh để hỗ trợ y tế cùng cho các nhân viên y tế trực thụ, hoặc là đưa các em vào hỗ trợ cho các khu bệnh viện điều trị thì chúng tôi phải trang bị thêm rất đầy đủ. Sau khi hoàn thành lớp tập huấn, những bác sĩ, điều dưỡng viên tương lai này sẽ tỏa đi khắp các huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình, gia nhập đội ngũ những y bác sĩ hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch của tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Nam Định đã thành lập và vận hành các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và tại các huyện để cách ly theo dõi sức khỏe những trường hợp có yếu tố dịch tễ để phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Từ tháng 2 đến nay, cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Nam Định tại Trung tâm Bồi dưỡng Quốc phòng An ninh tại thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản đã tiếp nhận cách ly theo dõi sức khỏe hơn 360 trường hợp tiếp xúc gần với những trường hợp có nguy cơ cao, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch và người Việt Nam trở về từ vùng đang có dịch. Trong đó có hơn 180 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày và được trở về địa phương, số còn lại sức khỏe ổn định, mọi điều kiện ăn ở, sinh hoạt, phòng dịch thực hiện theo quy định. Trước khi tôi vào đây, từ xuống chỗ khu cách ly này thì anh em và nhân viên ở chỗ phòng quân sự này rất là hồ hởi, và những cái nhỏ nhất của chúng tôi nếu mà đề nghị là anh, các anh cũng đáp ứng đầy đủ. Hiện số công dân Việt Nam nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng trở về ngày càng nhiều, tạo sức ép không nhỏ cho các cơ sở cách ly, điều trị tại địa phương. Tuy nhiên, với tinh thần tất cả vì sức khỏe của nhân dân, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cấp chính quyền tỉnh Nam Định đảm bảo đầy đủ mọi điều kiện để tiếp nhận, cách ly, theo dõi sức khỏe cho các công dân tại địa phương. Là chúng tôi chuẩn bị các cái khu cách ly theo chỉ thị, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị vật tư y tế để sẵn sàng tiếp nhận các cái bệnh nhân để không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Để chủ động phòng ngừa dịch COVID-19, tỉnh Nam Định đã bố trí thêm các khu cách ly tập trung tại các địa phương có khả năng tiếp nhận trên 1.000 công dân, đồng thời xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó với cấp độ dịch bệnh. Tính đến ngày 25 tháng 3, trên địa bàn tỉnh Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Toàn tỉnh có 5 ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế và hơn 1.800 trường hợp được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Mới đây, Bộ Y tế đã có quyết định số 1282 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái có trong danh sách các phòng xét nghiệm được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19. Như vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái là một trong 6 cơ sở cấp tỉnh đủ tiêu chuẩn được thực hiện xét nghiệm chuyên sâu kỹ thuật cao này, cùng với Lào Cai, Quảng Ninh, Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng. Mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định cấp kinh phí 500 triệu đồng giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái thực hiện lắp đặt một phòng xét nghiệm áp lực âm, xử lý mẫu đảm bảo tiêu chuẩn xét nghiệm. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh Tuyên Quang đã lập 5 chốt đo thân nhiệt, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu khai báo y tế đối với người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh, thực hiện phun khử trùng đối với tất cả các phương tiện giao thông đi vào địa bàn tại các điểm giáp danh với các tỉnh. Tại chốt kiểm tra, các lực lượng chức năng sẽ trực 24/24 giờ, thực hiện tuyên truyền cách phòng chống COVID-19, đo thân nhiệt tất cả các hành khách và thực hiện kê khai y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trong trường hợp phát hiện người có biểu hiện ho, sốt sẽ chuyển về khu cách ly tạm thời để theo dõi diễn biến sức khỏe. Ngoài ra, người dân, du khách khi dừng lại kiểm dịch còn được cung cấp số điện thoại, đường dây nóng để báo với các cơ quan chức năng khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường. Các ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang đã và đang phối hợp với các địa phương kiểm tra chặt chẽ các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tụ tập đông người, nhất là đối với khách lưu trú đến từ vùng dịch. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát đối với những người được cách ly tập trung tại cơ sở y tế hoặc cách ly tại nhà. Chương trình xin được chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID bùng phát và diễn biến ngày càng phức tạp, mọi người đều hạn chế ra đường, đặc biệt việc sử dụng các dịch vụ gọi xe, vận chuyển hành khách công cộng được hạn chế tối đa. Điều này dẫn đến các đơn vị cung cấp dịch vụ trong ngành này đều gặp khó khăn và đều có những giải pháp phù hợp để thích ứng.
một start-up cung cấp ứng dụng gọi xe tiện chuyến mang tên Carpac, lựa chọn việc chung tay cùng đối tác lái xe làm hướng đi của mình trong giai đoạn khó khăn này. Đặt mục tiêu có 15.000 đối tác lái xe, 60.000 khách hàng sử dụng dịch vụ của mình trong kỳ hoạt động năm nay. Nhưng startup này đã bắt đầu năm 2020 thật sự khó khăn khi dịch COVID xuất hiện. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên đã giảm hẳn so với những cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo thì những tháng cuối năm của 2019 tốc độ tăng trưởng theo tháng của Carpac là hơn 300%. Nhưng những tháng vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên cũng đã giảm một cách đáng kể. Bản thân là một startup công nghệ cung cấp giải pháp đặt xe tiện chuyến, ứng dụng Carpac tận dụng những cuốc xe rỗng nhằm tối ưu ngành vận tải Việt Nam. Bên cạnh sự tiện lợi, dễ dàng sử dụng, đưa đón tận nơi, khách hàng đặt xe từ ứng dụng này còn được hưởng một mức giá ưu đãi. Còn những lái xe, những đối tác của Carpac được hưởng mức chiết khấu 0% đến hết tháng 4 năm 2020. Nguồn lực tài chính còn hạn hẹp, quy mô còn khiêm tốn. Việc đưa ra quyết định hoạt động không doanh thu, chia sẻ khó khăn với lái xe của startup Carpac thời điểm dịch bệnh COVID này cũng không hề dễ dàng cho những bạn trẻ sáng lập. Nhưng vì khách hàng nói riêng hay cho cộng đồng nói chung, cũng như chiến lược hành động bền vững mà tất cả đều đồng lòng. Chúng tôi đã có một cái chương trình đó là miễn phí chiết khấu cho đối với đối tác tài xế. Thì để có thể là một phần nhỏ nào có thể giúp ích cho đối tác tài xế để chung tay vì cộng đồng vượt qua cái đại dịch COVID-19 này. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh vận tải taxi truyền thống đến các loại hình gọi xe công nghệ đều gặp khó, thì hành động của Carpac như một sự hỗ trợ thiết thực với những lái xe là đối tác của nền tảng ứng dụng này. Trong cái đợt COVID này thì một số đồng nghiệp của tôi cũng chạy các ứng dụng khác thì vẫn có bị trừ chiết khấu phần trăm, nhưng bên Carpac thì không chiết khấu phần trăm của anh em chúng tôi, nên chúng tôi rất là tự tin và cố gắng làm việc trong giai đoạn này. Các lái xe đối tác của ứng dụng Carpac được chia sẻ lúc khó khăn này là điều thấy rõ. Nhưng rộng hơn, ở vị trí người tiêu dùng, với những khách hàng chuyên dùng hình thức di chuyển đi làm bằng cách đặt xe công nghệ như anh Lê Minh Tùng đây, thì lợi ích về mặt kinh tế cũng là đáng kể. Cái này thì nó có hai khía cạnh, một là về tài xế, hai là về người tiêu dùng. Thì đối với tôi thì trong cái thời điểm dịch mà hãng có chiết là không chiết khấu cho tài xế. Bình thường những hãng khác thì nó sẽ dao động khoảng tầm 25-30% chiết khấu. Tuy nhiên cái Carpac thời điểm này lại không chiết khấu thì rất có lợi về cho tài xế. Còn về cá nhân tôi thì khi tôi sử dụng dịch vụ gọi xe, bởi vì tôi biết cái mức chiết khấu của các bên hiện tại rất cao. Ví dụ tôi đã dùng FastGo, Grab hay là Bee thì thông thường tôi sẽ trả thêm cho tài xế. Nhưng mà khi mà biết Carpac họ không chiết khấu tài xế nữa thì đấy là một phần lợi ích của tôi. Tôi sẽ phải trả đúng cái giá của mình khi di chuyển thôi. Khi phong trào ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 đang được hưởng ứng tham gia từ nhiều doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân khác nhau, thì với việc hỗ trợ chiết khấu 0% chung tay cùng tài xế đối tác của startup Carpac cũng được coi như đã góp phần vào chương trình này. Có thể là nhỏ bé nếu so sánh với nhiều đơn vị khác, nhưng với một startup non trẻ thì đây có thể coi cũng là một sự lựa chọn đáng để lan tỏa. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành đường sắt tạm dừng chạy đôi tàu SE9, SE10 từ ngày 26 tháng 3 ở cả hai đầu Hà Nội và Sài Gòn. Thời gian tạm dừng chạy đôi tàu này dự kiến đến 28 tháng 4 năm 2020. Như vậy, hiện trên tuyến đường sắt Bắc Nam chỉ còn 4 đôi tàu khách thống nhất chạy suốt gồm SE12, SE34, SE56, SE78. Hành khách có vé đi các đôi tàu SE9, SE10 trong những ngày tạm dừng sẽ được trả vé không thu phí hoặc đổi vé sang các đoàn tàu khác. Do dừng chạy tàu SE9-10, từ 25 tháng 3 ngành đường sắt điều chỉnh giờ tàu SE1 tại các ga Hà Nội, Phú Lý, Nam Định và dừng đón khách tại Ninh Bình để tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu đi tàu tại các địa phương này. Cụ thể, tàu SE1 xuất phát tại Hà Nội lúc 22 giờ 15 phút.
Phủ Lý 23 giờ 15 phút, Nam Định 23 giờ 49 phút, Ninh Bình 0 giờ 22 phút. Các ga từ Thanh Hóa đến Sài Gòn không thay đổi giờ dừng đỗ. Tàu về đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ 45 phút. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp, doanh nghiệp và cả người lao động gặp nhiều khó khăn. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn số 860 hướng dẫn bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Điều kiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội và quỹ hưu trí và tử tuất là doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6 năm 2020, ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6 năm 2020 mà dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ xem xét giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12. Về phía người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có chính sách hưởng trợ cấp thất nghiệp dành riêng cho những lao động bị cách ly để đảm bảo quyền lợi của người lao động. Tỉnh Phú Thọ xác định tập trung phát triển nguồn nhân lực là một trong bốn khâu đột phá chiến lược tạo động lực đẩy mạnh kinh tế phát triển bền vững. Các cơ sở đào tạo nghề chuyển từ đào tạo theo năng lực sẵn có của đơn vị sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của người lao động và yêu cầu của thị trường, gắn với đào tạo theo quy hoạch, nâng cao nguồn nhân lực có tay nghề. Ra soát chương trình đào tạo, giảm dần lý thuyết hàn lâm, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành, ký kết với nhiều đối tác để sinh viên có cơ hội thực tập, rèn nghề tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đó là giải pháp của Trường Đại học Hùng Vương nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng. Những chủ trương đổi mới của nhà trường đã dần chứng minh hiệu quả trong thực tiễn. Những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp chiếm trên 80%, nhiều ngành đạt tỷ lệ 100%. Trường đại học theo định hướng dụng, theo hướng ứng dụng là nhằm cái việc là sinh viên ra trường là có thể làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp, các cơ sở. Chính vì vậy, bước 1 thì nhà trường yêu cầu là tất cả các ngành rà soát lại chương trình đào tạo, trong đó dành tối thiểu là 30% chương trình là phần cho thực hành, thực tế và mời các doanh nghiệp và các chuyên gia về tham gia với nhà trường trong quá trình đào tạo. Bởi vì ngoài những cái kiến thức ở trên nhà trường ra thì bọn em còn được trải nghiệm những cái nghiệp vụ như là ở nhà hàng hay là bùng phòng hay là cà phê các thứ, thì bọn em sẽ có thêm được nhiều kinh nghiệm. Rà soát điều chỉnh quy hoạch và sắp xếp, củng cố lại các cơ sở giáo dục đào tạo, các ngành nghề phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đây là một trong những giải pháp mà kế hoạch thực hiện khâu đột phá phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020 đề ra. Theo đó, các cơ sở đào tạo, dạy nghề đã nỗ lực nâng cao chất lượng, chuyển từ đào tạo theo năng lực sẵn có sang đào tạo theo nhu cầu của thị trường. Như trường cao đẳng này, nhiều sinh viên có trình độ tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật tốt đã được doanh nghiệp tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Phải nói gần đây là các cháu tiếp thu và nhận thức về công việc sửa chữa xe ô tô các loại thì hầu như là rất nhanh. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề trên địa bàn tỉnh ước đạt 70%, tăng 15% so với năm 2015. Trong đó đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận ước đạt 28%. Mỗi năm số lao động được tạo việc làm tăng hơn 79.000 người. Cơ cấu lao động có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp, dịch vụ. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, tạo ra năng suất hiệu quả cao hơn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, nhu cầu thị trường không đơn thuần chỉ là nguồn lao động đã qua đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ, mà còn là nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế. Đây cũng là phương hướng của tỉnh trong thời gian tới để tạo ra bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, lực lượng công an chính quy xã ở Hà Nam đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trực tiếp bắt gần 100 vụ, trong đó có gần 30 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 4 vụ 17 đối tượng đánh bạc, săn đe, cảm hóa giáo dục hơn 400 lượt đối tượng, tập trung vào số đối tượng có tiền án tiền sự, có biểu hiện tụ tập sẽ có khả năng vi phạm pháp luật, duy trì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Việc điều động công an chính quy đảm bảo các chức danh công an xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở.
lực lượng công an chính quy tỉnh Hà Nam khi được bố trí về xã đã phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực bám địa bàn, bám cơ sở, làm chuyển biến rõ rệt tình hình an ninh trật tự ở các địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.